Không được tranh nhá, nhìn cái mặt gian xảo Mùi gì mùi chó. nhá. Mùi gì chưa? Em thấy ngon không này? Ê, ếch này, cá này, rồi ốc này. Khi nào mới chín như này? Như này khi nào mới chín? Tầm 5 phút nữa. Ok. Tí nữa phút chào. Đây là những phân tử đang chờ đợi miếng môi chín để đốp. Có làm thì mới có ăn, không như ta làm đâu cần phải chết. Thế nhỉ? Hay làm thì ăn. Hai con ếch này là của chú với lại của ông Lực cơ phải không? Ừ, hai con cá này của mình với của quên. Ôi, thế con ốc với lại cá của mình nhỉ? À. Đánh hình quân nữa đi. Lừa gõ thú. Lừa gõ thú. Lúc là... Bác thấy không? Ngon không em? Để ốc này. Chín chưa? Chưa. Chưa. Sôi sọc sọc rồi. Đây có tí nước thánh đó xuống. Nước thánh. Thứ. Mạch á. Mạch á. Tối nay phải làm đẹp vào. Có muối này. Tối nay vội quá, không chuẩn bị được cái gì nhỉ. Không có muối, không có gì hết. Tối nay sẽ chuẩn bị kín đáo hơn. Nhìn rất là ngon. Ăn như thổ dân ấy nhỉ. Mấy anh em đang rất miệt mài. Ôi, mùi ngon. Ngon không? Ngon như thịt tươi sống ấy. Hai con cá rô phi này của anh rồi phải không? Không. Của ai cũng được. Tí nữa là xé ra chia đâu. Bây giờ hai con ếch nó chín này phải không? Bây giờ mình hai mình khui trước nhỉ. Lưng nhỉ. Ốc chắc chín rồi, quên đã lấy đi. Ăn nào. Ếch này lấy mình quên nướng mà. Nè, quên quay cho ăn nó đâu. Hai thằng đang nghiện. Hai thằng nghiện game. Đâu có nghiện game thôi. Em đây. Đó, đây. Đây. Cái chân này em, cái đùi này cho em, cho thằng quay một cái. Đây, chia cho thằng kia đấy. Cái đùi đùi ếch. Quay này, quay quay cái bên này xoay màn hình. Thử coi, ngon không? Ngon. Có dạ. Không có muối. Tội nghiệp là không có muối. Ngon quá anh em ơi. Mà không có muối. Thánh nghiền nghiện game. Thánh nghiền game đây. Ngon quá. Mà không có muối, hơi hơi nhạt tí. Chào. Ăn nó giòn. Nhạt nhạt. Ngọt lắm. Chắc ăn ngon cá nhỉ cái này. Ốc đây. Ăn đi. Giờ là nước. Về có tí muối, một quả chanh, một quả ớt, hai củ tỏi là tuyệt vời. Đỉnh lắm nhá. Đây, cá cũng được dưới rồi. Tôi nhập mấy chú cá bé bỏng. Đây là ốc chín nữa. Coi nào. Đang trông chờ mà mấy miếng hồi ngon này anh em. Được ốc của bạn đây. Đâu, có cái kia, xem cái kia chín chưa? Chưa. Quay ai? Quay như này nào. Quay tao ta cái tao như này. Chín chưa? Trời ơi, đen hết rồi sao ăn? Phùi đi. Ăn tham từ từ đấy. Trời đang chờ đợi phần thưởng của ông trời ban tặng. Những phần thưởng hiếm có, hiếm gặp và hiếm thấy. Thì than mà. Cái đuôi nó bị cóc rồi. Ừ, bụi quá. Không phải bụi.
9. Đây là những phần thưởng của đất trời ban tặng. Lửa tắt hết rồi ấy. Thế này ốc cái này nó mới thích. Thế nhóm lửa lại thế này này, bỏ mấy cái túi kia vào. Vào đáy trên đầu đó đấy. Ốc ngon nhưng mà bật lên. Cái loại lửa nào? Mấy tháng này ơi. Đừng quay cho câu như thế. Con một con cá rồi. Này, em này sao đem em này đi nướng này. Em này to quá. Đi bò đun lửa lại đi. Bỏ mấy cái kia ra đã, bỏ mấy con cá với lại ốc ấy. Chưa thành phần. Từ vai sao? Ăn được rồi. Ăn đi. Làm người rừng thì ăn đi, muốn làm người rừng thì ăn đi. Dân mày à. Để dọn chiến trường, chuẩn bị nhóm lửa tiếp. Ấy à, tay mình cũng sáng á. Ông thấy cái chú ơi, lấy tay để bật tôi cũng sáng á. Những miếng mông này rất ngon anh em ơi. Okay. Em như này, thấy không? Ăn được luôn rồi. Thì nó chín nhất là sẽ ngon hơn đấy. Chỗ ốc mấy thằng này sơi hết rồi. Này thằng này ăn hết ốc rồi. Thằng này ăn ghê quá. Bây giờ tưởng hết hai con này nữa đi coi rồi. Chắc cũng về quê rồi anh em ạ. 11 giờ rồi. Mày thằng thủ phạm ăn hết ốc này. Mới tắt máy quay một tí ăn hết ốc rồi. Bây giờ quất thêm cái con cá này nữa. Quá láo. Láo, mày thấy nó láo không? Quá láo. Mày thằng này. Như này cũng được rồi. Cả đống đang để mấy anh này cũng đang chờ đợi ăn. Thằng này một thằng nó tự côm hết. Cả thằng này nữa. Ngày cuối năm kia để ăn nữa. Đến hai con cá nên là đến lượt mình chơi. Thằng này không được chơi à? Thôi thôi ăn. Không, khói quá. Mấy em thấy chưa? Thấy cá chưa? Đó. Hồi đấy đi chọc được đấy. Thấy không? Chỉ cần một cái vịt thôi. Vũ khí tối thượng. Đây vũ khí tối thượng. Đây giới thiệu sơ qua cho anh em đây này. Đây là vũ khí tối thượng của mấy thằng thổ dân này. Thằng thổ dân này này. Rồi thằng này là đúng chính xác của thằng này. Thằng này là nhà sản xuất. Nhà sản xuất vũ khí tối thượng. Vũ khí này chuyên để làm gì đấy? Có đi chọc gái không đây? Không. Không à? Cái này chọc gái thì chắc thủng đến đâu. anh thử phát biểu coi chỗ này, cái này mà chọc gái thì thủng đến đâu. Vào sâu. Vào sâu á? Thế có chảy nước không? Hay chảy máu? Chảy một loại nước đỏ đỏ. Chảy nước loại nước đỏ đỏ. Tưởng đâu chảy cái nước đục đục kia chứ. Nước không nên chảy. Nên bây giờ ăn hết ba con này nữa là ok. Đi coi thăm cái cần câu xem nếu mà được hay không được thì cũng thu cần về nhà anh em ơi. Đi cả tối mệt rồi anh em ạ. Từ 7 giờ đến bây giờ 11 giờ rồi anh em ơi. Cá thì đen chì chì. Hồi nãy có ruột đây không có ruột rồi. Tài bấy quay. Thằng ăn nhiều, thằng này là thằng Việt danh, thằng ăn nhiều. Thằng ăn. Tên là Cú Lực. Lực phay tên là Lực. À, muốn xin info phay anh em liên hệ mình nhá. Chưa có bồ đâu anh ạ. Còn FA. Khoảng 17 tuổi. Có bồ chưa? Chưa. Chưa. Em có bồ chưa? Không biết. Trốn em gì. Chưa có bồ đâu, còn đi thôi. Có bồ chưa? Chưa. Có chưa. Có gì? Có bồ chưa? Chưa. Chưa. Chưa có bồ nhưng có vợ. Có vợ. Chưa có bồ, thằng này có vợ, chưa có bồ. Thằng này thì bảo là có bồ chưa thì bảo là chưa. Mà còn có gì? Chưa. Ni. Có ni rồi. Có ni. Ni là cái gì? Mày có bồ chưa?
Ni là người yêu, chưa có vợ mà có người yêu. Thằng này có chưa? Chưa. Thằng này chưa, thằng này nghiện game quá, không có vợ đúng không? Không nên lấy nó. Đúng, thằng này sau này tính làm game thử chuyên nghiệp mà. Game thử chuyên nghiệp ở chỗ trên vùng núi ấy. Trên núi ấy. Khi nào mà... Vùng núi Tây Nguyên. Bế quan tư luận, tư lệnh là đủ trình độ xuống núi nhá. Xuống núi đâu dạy. Flash gì đấy dẹp hết nhé. Một mình anh chấp hết. Không, đi đâu dài này. Đi đâu dài cũng được mình anh chấp hết đâu. Đi đâu dài 5 năm, 5 với 5 thì kiểu như là kéo xuống ở trên núi là tem 5 thằng nhé. Còn dùng mấy con ở dưới núi, ở trên núi không? Đánh dưới núi, ví dụ như voi các kiểu. Trông ra thì... Ở trên núi là toàn cưới voi đi học, còn ở dưới núi người ta cưới Z1000 đi học, mình cưới voi đi học thôi được. Được cưới voi chưa? Chưa. Yếu, được chưa? Được rồi. Ờ, đó, nhưng này, nhưng thằng này yếu quá. Được chưa? Được cưới voi đi học chưa? Được rồi. Được hả? Được rồi. Con voi cưới sướng không? Sướng. Sướng hơn con ngựa không? Cưới lấy nó là rồi, mình ngồi lên nó thôi. Hả? Con ngựa cũng được cưới luôn rồi. Lâu còn được, được luôn rồi. Cưới nó chứ. Lấy... Thế mình chưa được ngồi dến 1000, mình ngồi voi cũng được rồi nhỉ. Thế ngon rồi. Cũng không thua đồng bằng rồi. Ở trên núi cưới voi, đồng bằng cưới dến 1000. Cái này ăn hết rồi phải không? Mẹ. Thế anh em nữa. Nãy còn cả đống, bây giờ còn mỗi 2 con. 2 con 3 thằng chưa đủ. Nè, nhìn nó ăn mầm này. Còn trong này đang chờ đón cười khúc kha khúc khích. Cái thằng này nữa. Thế mà cả thằng đang bình luận cả mỏi cả mồm chưa được ăn, còn thằng này thì ăn hết đây. Bình luận phải. Mẹ trời ơi. Lại tóc như dấu bắp bình luận nhiều. Trời ơi, tin được không? Này, thấy không? Anh em thấy không? Gần có đi. Gần à, gần chín này. Trời ơi đẹp quá. Không được chanh nhá, thằng này không khóc. Thế không? Nó bây giờ nó đang chỉnh chỉnh cái nữa nó cướp trộm đấy. Để coi có lối nào chạy. Không, không tí nó chạy đi hết. Đấy, nó chạy ở đây bị 3 thằng bao vây rồi. Này, không có lối chạy đâu anh em ạ. Nó không để nào chạy được. Thế bây giờ muốn chui lên kia làm chó không? Mạnh ơi. Để chín. Phải. Chó, chưa chó. Chín chưa? Chín ăn đi. Rồi. Vô đây. Đâu cho thử một phát, thử một miếng nữa nào. Coi có ngon không nào? Eo ốc có đề. Thử một miếng thôi, không ăn nhiều đâu, còn như này thôi. Không khoe cái ăn đi. Đấy kìa, lấy đây cái. Ngon quá anh em ơi. Ngon, ngon. Nhấm nhấm nhấm. Ngon, được. Miếng mới ngon mà để rớt xuống. Anh em thấy không? Ăn đi, ăn không, không ăn để chú ăn nhá. Để ăn đi, không ăn đâu. Không ăn à? Thế để thằng quay ăn cho. Ăn đi, ăn một miếng, mỗi người một miếng, chia nhau. Được rồi, ít thôi. Có ít thôi à? Thử thưởng thức coi. Ngon không? Nhạt. Chỉ rõ ràng không nhạt đâu, không có muối, không có gì mà nhạt đâu. Ngọt. Ngon à? Ừ. Còn miếng. Thằng này này, đúng thằng Thánh ăn này. Đúng không? Nó, cái gì nó ăn gần hết rồi. Bốc mùi nghi mứt. À không phải, thằng này cũng có này. Ăn đi. Ngon vãi. Ngon không? Được. Ngon không? Quá ngon. Tạm dừng ăn đi. Ngon quá trời luôn phải không? Trời ơi chứ. Ăn như cá ấy đúng không? Ăn đồng cá không? Hơn cả cá nữa. Ngon quá này. Thấy không? Thằng này lại bắt đầu móng móc ăn này ấy. Đúng thành ăn anh em ạ. Mày giáo quá. Thợ săn tiên thường rồi. Rồi bây giờ hết rồi anh em.